tưởng niệm bé gái nghi bị hành hạ đến chết, sao người ta ác với con như vậy? Nhiều người đến thắp nén nhang cho bé gái 8 tuổi nghi bị dì ghẻ hành hạ đến chết không cầm được nước mắt, họ xót xa trước cái chết thương tâm của bé. Tối ngày 27 tháng 12, hàng trăm người dân tại chung cư trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thắp nến tưởng niệm cho bé gái xấu số, số. Chị L, cư dân tại chung cư trên chia sẻ những ngày qua chị cứ thận thờ, không ăn, không ngủ khi nghĩ tới việc bé V. A bị đánh đập tàn nhẫn, thi thể bầm tím sao người ta lại ác với con như vậy người ta bảo hộ giữ không ăn thịt con mà sao ở giữa một thành phố lớn ở khu chung cư cao cấp lại có chuyện như vậy xảy ra thương xót con quá chị lờ nói trong nước mắt cơn mưa chiều tại thành phố hồ chí minh càng làm cho không khí buổi tưởng niệm trở nên xót xa nghẹn ngào trong những người có mặt ánh mắt ai cũng đều toát lên sự xót thương cho số phận của bé gái cô bé phải chịu một cái chết quá đau đớn bị sự hành hạ kéo dài những cây nến được xếp theo tên của bé một vài chậu hoa cúc trắng cùng di ảnh của bé v Á à, được bài biển đơn giản cũng đủ khiến trái tim những người có mặt như thắt lại. Nhìn di ảnh của bé giữa những ánh nến và đóa cúc trắng, nhiều người thêm căm phận trước hành vi tàn ác của dì ghẻ cùng sự vô cảm, nhẫn tâm của người bố. Có mặt tại lễ tưởng niệm, chị hát nghẹn ngào, ai cũng có con nhỏ. Thấy vậy tôi sốc lắm, tôi không nghĩ họ lại như vậy, đánh đứa bé tới bầm dập. Hôm xảy ra sự việc thấy công an vô tôi mới biết và thốt lên, quá kinh khủng. Ai cũng cảm thấy đau xót nhưng mà ở đây người ta không biết, nếu biết người ta đã can thiệp sâu rồi chứ không ai để sự việc xảy ra đau lòng như vậy. Như VTC New đưa tin, ngày 25 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 5 NQT, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu NTVA sinh năm 2013, ngụ quận 1 dẫn tới cháu bé tử vong. Trước đó, tối ngày 22 tháng 12, cháu VA được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện nên báo cho cơ quan chức năng. Công an quận Bình Thạnh có mặt ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ vụ việc. Kiểm tra tử thi, bác sĩ cho biết trên người cháu bé nhiều vết bầm tím lớn, vùng mặt có vết thương được khâu vá, mờ cũ. Lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong. Bé NTVA là con ruột của ông T, 36 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua. Ông tê đang cư trú cùng VNQT tại căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh. Tại nhà nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy cây lao nhà bị gãy và những đồ vật tình nghi liên quan đến việc hành hạ cháu bé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!